Bố Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về scandal quá khứ 10 năm của con gái. Đây là lần đầu tiên bố ruột của nữ ca sĩ chia sẻ về sự việc con gái bất ngờ nhắc lại chuyện nhạy cảm ở quá khứ, gây xôn xao những ngày qua. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng và đông đảo người hâm mộ trở nên xôn xao khi Hoàng Thùy Linh nhắc lại scandal ở quá khứ cách đây 10 năm trong buổi ra mắt dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Đã không ít lần, giọng ca bánh trôi nước từ chối chia sẻ về chuyện cũ, nên khi cô chủ động gợi lại, như thế này đã khiến mọi người có không ít hoang mang. Cô nức nở khi nói đến, Linh nghĩ mình nợ cái tên Vàng Anh một lời xin lỗi chân thành, và sau 10 năm thì mình đã có đủ dũng khí để đối diện. Ngày hôm nay, giống như là Hoàng Thùy Linh của hiện tại gặp lại mình cách đây 10 năm. Bên cạnh phản ứng của các đồng nghiệp của Hoàng Thùy Linh, thì mới đây bố ruột của nữ ca sĩ ông Hoàng Thanh Long cũng vừa có những chia sẻ xoay quanh sự việc của con gái. Được biết, bố Hoàng Thùy Linh hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của con gái, bởi lẽ ông cảm nhận con gái đã hết sức mạnh mẽ khi vượt qua những thử thách của giai đoạn kinh khủng nhất cuộc sống. Cuộc đời con người luôn có đủ cung bậc đau khổ bất hạnh, niềm vui và hạnh phúc, phải trải qua bất hạnh mới có quả ngọt như hôm nay. Chính vì vậy mà gia đình luôn nói với Linh hãy sòng phẳng với quá khứ, với những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình thì mới thanh thản được. Con người ai cũng một đôi lần vướng vào những sự cố, nhưng chúng ta hãy chọn cách né tránh, biến mất. Chứ ít khi dám đối diện, chứ nói gì đến xin lỗi bản thân và công chúng. Linh của ngày hôm nay thực sự đã vươn lên từ đống tro tàn, để rồi hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn. Bố Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn cho một trang báo. Bên cạnh đó, ông cho rằng việc con gái xin lỗi nhân vật Vàng Anh là một điều hết sức cần thiết cho thời gian sắp tới. Bởi lẽ đam mê của Hoàng Thùy Linh ngoài âm nhạc nó còn là điện ảnh. Hoàng Thùy Linh từng học đạo diễn truyền hình và đỗ thủ khoa. Vì biến cố năm xưa mà Hoàng Thùy Linh phải chọn việc tạm gác điện ảnh sang một bên, tập trung ca hát để được sống với nghệ thuật. Thời gian tới, cô sẽ học lên tiến sĩ chuyên ngành điện ảnh và truyền hình. Bố của Hoàng Thùy Linh cũng chia sẻ, gia đình cô đã không còn ở căn nhà cũ tại Văn Chương, Hà Nội, nhưng họ cũng không bán đi vì đó là nơi chứng kiến rất nhiều kỷ niệm cũng như khó khăn, khủng hoảng của gia đình. Dù con gái đã lớn và trưởng thành, nhưng bố mẹ luôn sát cánh và là điểm tựa vững chắc cho Hoàng Thùy Linh trong mọi công việc và cuộc sống. Bằng chứng cụ thể đó là mẹ của nữ ca sĩ luôn đồng hành cùng con trên từng cây số mỗi khi con xuất hiện ở đâu đó. Nhìn vào những tài sản sau đây, ai cũng phải choáng trước sự giàu có của các sao V-Big. Kính tiếng trong đời tư, không khoe mẽ tài sản, nhưng những mỹ nhân Việt này lại sở hữu khối tài sản khiến bao người ngưỡng mộ. Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngầm ghen tị với độ giàu có chịu chơi của mình. Mỗi nơi Lý Nhã Kỳ xuất hiện đều khiến người khác ngoái nhìn bởi vẻ ngoài lộng lẫy và những món phụ kiện tiền tỷ của cô. Ngoài biệt thự triệu đô, siêu xe của cô còn sở hữu nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương, nhãn hàng thời trang cao cấp. Lý Nhã Kỳ từng sở hữu một bạch dinh ở khu Phú Mỹ Hưng và một căn biệt thự ở quận 7. Thời điểm hiện tại, chốn đi về của cô là căn biệt thự tọa lạc tại khu dân cư Thảo Điền, quận 2. Ngôi nhà này bài thế không kém gì lâu đài, bên trong được nhát vàng chạm trổ tinh xảo đến từng ly cùng nội thất sang trọng và cầu kỳ. Ngoài kinh doanh kim cương, cô còn kinh doanh thời trang cao cấp tại khu mua sắm đất đỏ nhất thành phố. Siêu xe khoảng 40 tỷ được người đẹp sử dụng khi đi sự kiện. Lý Nhã Kỳ sẵn sàng chi chục tỷ để sở hữu bộ trang sức kim cương ưng ý. Trong chuyến đi dự liên hoan phim Cannes lần đầu năm 2013, Lý Nhã Kỳ đặt riêng chiếc váy thiết kế của Chanel trị giá 100.000 đô, hơn 2 tỷ Việt Nam, đeo cùng bộ dây chuyền và hoa tai kim cương Paolo Piovan 12 tỷ đồng. Trong đêm hội chân dài lần thứ 6, Lý Nhã Kỳ tuy bị chê mặt thiếu tinh tế, nhưng vẫn gây xôn xao với cây hàng hiệu 12 tỷ, gồm váy dạ hội đính đá quý, nhẫn kim cương, đồng hồ kim cương và túi xách đính vàng 18 carat. Đồng hồ hiệu trị giá 300.000 đô, gần 7 tỷ đồng, cùng đôi khuyên tai kim cương tuyệt đẹp. Trong buổi ra mắt thương hiệu thời trang riêng, Lý Nhã Kỳ mang hoa tai trị giá 35.000 đô, khoảng 800 triệu đồng, và chiếc nhẫn có giá 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Mỹ Tâm, họa mi tóc nâu là nữ ca sĩ có lối sống kín kẽ, cô ít khi khoe với công chúng về đời tư, chuyện tình cảm hay tài sản của mình. Tuy vậy, những ai yêu mến Mỹ Tâm chắc hẳn không quá bất ngờ về gia tài khổng lồ của cô. Tòa nhà trăm tỷ của Mỹ Tâm có vị trí lý tưởng tại tuyến phố sang chảnh nhất bậc Sài Thành.
MT Entertainment ra đời năm 2007 do chính Mỹ Tâm làm giám đốc. Đây là công ty chịu trách nhiệm truyền thông, phát hành các sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật của cô. Mỹ Tâm đã dành khoảng thời gian không dưới 2 năm để thay ngén cho kế hoạch xây dựng thương hiệu thời trang mang tên mình. Họa mi tóc nâu tự tay phát thảo phong cách, tìm hiểu thị hiếu khách hàng và định hướng dòng sản phẩm mà công ty theo đuổi. Thương hiệu thời trang của Mỹ Tâm cũng chính là nơi cung cấp trang phục biểu diễn cho cô mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Ngoài công ty giải trí và thời trang, Mỹ Tâm còn sở hữu một quán cà phê phong cách Nhật Bản, không gian quán được thiết kế tinh tế và lãng mạn. Nữ ca sĩ bạo tay chi mạnh để đầu tư nội thất sang trọng và hiện đại cho quán. Những tiện nghi ở đây được đánh giá ngang tầm với các khách sạn tên tuổi. Là nghệ sĩ ở mức cát-xê ngất ngưỡng, nhưng Mỹ Tâm không có thói quen đổi xe theo xu hướng. Cô khá trung thành với người bạn đồng hành của mình. Tuy vậy, những chiếc xe từng gắn bó với Mỹ Tâm đều thuộc hàng xế khủng. Minh Hằng. Minh Hằng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Tính đến thời điểm này, người đẹp gốc Sài Gòn chưa có tin đồn cặp kè đại gia nào, nhưng khối tài sản siêu khủng mà cô tự kiếm được khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Căn biệt thự lộng lẫy của Minh Hằng từng gây sốt cộng đồng mạng. Minh Hằng tự mua căn biệt thự triệu đô bằng tiền kiếm được nhờ những hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Căn biệt thự rộng rãi là nơi Minh Hằng thường xuyên đón tiếp những người bạn đến chơi. Minh Hằng sở hữu hai siêu xe bạc tỷ. Từ đầu đến chân Minh Hằng đều làm nổi bật bởi hàng hiệu đắt đỏ. Bên cạnh siêu xe và nhà triệu đô, tài sản khổng lồ mà nữ diễn viên sở hữu còn thể hiện qua những món đồ sử dụng hàng ngày. Chiếc túi màu xanh thanh lịch này có giá đến 200 triệu đồng. Minh Hằng có rất nhiều phiên bản của hãng túi này như màu hồng, màu vàng, màu xanh với các thiết kế khác nhau, tổng giá trị phải lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Hai chiếc túi Lady Dior màu trắng và hồng của nữ diễn viên vừa đi vừa khóc có giá đến 100 triệu cho mỗi chiếc. Một khi đã thích, nữ diễn viên chẳng tiếc tiền mua 2-3 chiếc giống nhau chỉ khác màu. Chiếc túi Chanel Boy này có giá khoảng 80 triệu đồng. Ngô Thanh Vân. Tháng 8 2009, Ngô Thanh Vân cùng một vài người bạn của mình đã thành lập một công ty giải trí riêng do cô đứng đầu. Thành công rõ rệt nhất của bà bầu chính là lăng xê thành công nhóm nhạc Thần Tượng 365, sản xuất bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng. Đã nữ màn ảnh Việt đi lại bằng chiếc xe siêu Bentley đời 2009 có giá tới 8 tỷ đồng. Cô cũng từng xuất hiện với một chiếc xế hộp khác có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngô Thanh Vân đang sống trong biệt thự triệu đô gần nhà Tăng Thanh Hà ở quận 2. Dù không có nhiều không gian rộng, nhưng vật dụng trong nhà do đích thân cô chủ chọn theo sở thích của mình được bày trí khá tinh tế để mang lại sự ấm cúng cho ngôi nhà. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn sở hữu kho đồ hiệu hoành tráng từ quần áo, túi xách, giày dép, nhưng cô ít khi hé lộ giá trị của từng món đồ. Chiếc đồng hồ có giá 1,1 tỷ đồng là vật bức ly thân của nữ diễn viên. Ngô Thanh Vân từng đeo một chiếc khác có giá gần 1 tỷ đồng. Chiếc đồng hồ của thương hiệu đến từ Thụy Sĩ có giá 800 triệu đồng. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của cô có giá khoảng 230 triệu đồng. Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương, nữ ca sĩ được biết đến với âm giọng cao trữ tình và là nữ hoàng giải thưởng khi sở hữu rất nhiều giải thưởng có giá trị từ khi gia nhập làng ca nhạc. Ở tuổi ngoài 30, nhưng có lẽ đường tình duyên của Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa được êm xuôi khi cô còn độc thân và ít khi nữ ca sĩ chia sẻ về câu chuyện tình cảm của mình với công chúng. Những năm gần đây, Hồ Quỳnh Hương chọn cách sống khép kín, theo đạo Phật và tập trung phát triển chuyện kinh doanh, hoạt động từ thiện và cũng ít khi tham gia các chương trình âm nhạc lớn. Tuy nhiên, hình ảnh và những cống hiến của nữ ca sĩ cho làng nhạc Việt thì chẳng có ai thể quên. Được biết, khi nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, nhiều người còn nể phục khi cô cũng tự sắm cho mình được một nơi đi chốn về khang trang và rộng đẹp. Choáng với mức độ chịu chơi của Mr. Đàm, anh là ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam ra mắt ứng dụng điện thoại cho riêng mình và tự hào khi luôn là người đi tiên phong trong mọi xu hướng. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút khá nhiều sự chú ý khi trở thành ca sĩ Việt Nam ra mắt app điện thoại dành riêng cho mình. Nam ca sĩ tỏ ra hào hứng khi liên tục được giới truyền thông săn đón vây quanh tại sự kiện. Ông Hoàng Nhạc Việt cho biết, anh cảm thấy tự hào khi luôn là người đi tiên phong trong mọi xu hướng của showbiz Việt. Theo đó, ngoài việc cập nhật những tin tức mới nhất dành cho người hâm mộ, nam ca sĩ cũng sẽ hé lộ rất nhiều câu chuyện riêng tư, thầm kín mà khán giả xưa nay chưa từng biết về anh. Mr. Đàm chia sẻ, khán giả là những người đã mang lại cho anh vị trí ngày hôm nay,
Chính vì thế, nam ca sĩ muốn đến gần hơn với các fan bằng mọi phương thức. Ngoài trang cá nhân trên Facebook, anh muốn có một ứng dụng riêng để trò chuyện, giao lưu với người hâm mộ nhanh hơn so với các trang mạng xã hội gần đây. Ngoài ra, thời gian này giọng ca Satan cũng bận rộn không kém để chuẩn bị cho chặng đua MTV AMA 2017 sắp tới. Với tư cách là nghệ sĩ đại diện Việt Nam, tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và bình chọn cho mình ngay từ bây giờ. Chiến thắng của tôi không nằm ở cá nhân, mà nằm ở sự công nhận của thế giới và nền âm nhạc Việt Nam. Nếu thắng được hạng mục nghệ sĩ xuất sắc nhất Đông Nam Á, tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều để có sự xuất hiện ấn tượng hoành tráng khi tham gia tranh giải tại thủ đô London của Anh. Bên dưới hàng khách mời, Dương Triệu Vũ cũng có mặt từ sớm để ủng hộ người anh, người bạn tri kỷ Mr. Đàm. Ông bố một con Lam Trường cũng có mặt tại sự kiện vừa qua để chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng. Trước khi kết thúc chương trình, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ còn khiến nhiều người bất ngờ khi trực tiếp mừng sinh nhật Lam Trường trên sân khấu. Đám cưới Harry Won, Đặng Thu Thảo tưởng đã hoành tráng nhất showbiz, thế mà Thu Sa chân dài này rước dâu hẳn bằng trực thăng. Bằng chứng cho thấy sự chịu chi chịu chơi của loạt mỹ nhân Việt này trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Nếu được hỏi về sự kiện showbiz của năm 2016, thì ắt hẳn nhiều người sẽ đưa ra cùng câu trả lời, ấy chính là đám cưới hoành tráng của cặp đôi trứng thành Harry Won. Hai vợ chồng đã chi ra hơn 2 tỷ để tạo nên đám cưới cổ tích, trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận vào cuối năm ngoái. Ngập tràn những vòng hoa phi yến, pha lê rủ trần, màn hình LED, hệ thống ánh sáng lung linh. Đàn piano đặt ngoài sảnh, cùng dàn nhạc sóng du dương. Khách mời có thể tạo dáng ở bất cứ vị trí nào kể từ khi bước vào hội trường. Một trong ba bộ váy cưới lộng lẫy có giá hơn 10.000 đô được đặt riêng tại một góc vô cùng ấn tượng. Gam màu chủ đạo đỏ đen quá độ sang trọng. Còn đây là dàn siêu xe bạc tỷ của nhà chú rể Trung Tính tới đón Hoa hậu Thu Thảo. Hình ảnh gây bão cả ngày vừa qua hé lộ về gia thế khủng của nhà chồng thần tiên tỷ tỷ. Hôn lễ được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc váy cưới đính hàng ngàn viên pha lê của cô dâu. Có thể nói đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng hoành tráng chẳng kém trứng thành Harry Won. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa là gì so với sự chịu chơi của vợ chồng siêu mẫu Hà Anh. Cả hai lựa chọn trực thăng làm phương tiện di chuyển tới buổi tiệc dưới sự ngưỡng mộ của quan khách. Ý tưởng độc đáo không thể đụng hàng với bất cứ cặp đôi nào của chân dài đình đám. Bước xuống và dắt tay nhau vào khu vực sân khấu chính. Khung cảnh trang trí ngoài trời giản dị nhưng không kém phần bắt mắt. Lộ sự thật chuyện Hà Hồ và Kim Lý cãi nhau to, có người cho rằng đây là một cách tạo sự chú ý của cặp đôi trước công chúng. Trong khi showbiz đang ngập tràn hạnh phúc với đám cưới của Hoa hậu Thu Thảo cùng thiếu gia Trung Tính, thì thông tin về chuyện của cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý khiến nhiều người bất ngờ. Đang rất ngọt ngào hạnh phúc suốt 3 tháng qua, thì bỗng nhiên dư luận truyền tay nhau thông tin Hà Hồ và bạn trai tin đồn cãi nhau khi đang ngồi trên xe. Rốt cục là chàng diễn viên điển trai bỏ xuống giữa chừng bắt taxi đi về. Hiện vẫn chưa rõ thật hư, nhưng từng đó thông tin là đủ để dư luận bàn tán đủ điều. Có người cho rằng đây là một cách tạo sự chú ý của cặp đôi trước công chúng. Bởi lẽ kể từ khi vướng tin đồn yêu nhau, cả hai chỉ khoe tình yêu ngọt ngào như luôn trong tuần trăng mật, khiến nhiều người hoài nghi về độ chân thật của tình yêu này. Chính vì thế, khi có thông tin hai người mâu thuẫn, nghiễm nhiên nó sẽ thu hút hơn hẳn những màn tình ái ngọt ngào suốt thời gian qua. Không chỉ thế, nó còn khiến cho chuyện tình này thật hơn, cũng đủ yêu ghét giận hơn như những chuyện tình bình thường khác. Thế nhưng cũng có người tin rằng chuyện này mâu thuẫn là thật, và trong những nguyên nhân mâu thuẫn, có người dự đoán phải chăng xuất phát từ việc chăm sóc bé Subel. Công việc chăm sóc Subel từ khi Hà Hồ và Cường Đô La chia tay thuộc về hai người. Thời gian qua, dù được cho là đã đính hôn với Đàm Thu Trang, nhưng Cường Đô La vẫn làm rất tốt việc này. Thậm chí Trung Thu vừa qua, bạn gái anh chính là người đưa Subel đi chơi. Nhiều người đồn đoán rằng phải chăng, nhìn động thái từ phía chồng cũ, Hà Hồ cũng muốn Kim Lý làm điều đó với Subel. Người ta từng bắt gặp anh chàng đi du lịch cùng mẹ con Hà Hồ, nhưng liệu có toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc con trai cô?
Thế nên, vì thế có người đồn rằng chuyện mâu thuẫn của Hà Hồ liệu có phải xuất phát từ việc chăm sóc Subel vì với Hà Hồ, Subel là người quan trọng nhất. Dù có yêu Kim Lý đến thế nào, thì khi đặt lên bàn cân, rõ ràng Subel vẫn lợi thế hơn. Nếu quả thật Hà Hồ chia tay Kim Lý hay chỉ là mâu thuẫn vì chuyện chăm sóc con, thì Hà Hồ xứng đáng được nhận lời khen về tình mẫu tử. Dù cho thế nào thì đối với người mẹ, con cái vẫn là quan trọng nhất hơn cả hạnh phúc của bản thân mình. Và nếu như thế, có lẽ những lỗi lầm quá khứ của Hà Hồ cũng được nhẹ đi phần nào.